lắm và rất là kỹ nha, ốc ác là rất là kỹ. Nhưng mà mặc dù là trong cái bộ ốc đó mình kiểm tra thì mình thấy có một số ốc lô, thì mình mới hỏi là cái này anh sưu tầm chắc cũng lâu lắm rồi ha, thấy từng món hết. Anh nói không, cái này anh không phải sưu tầm, cái này là ba anh sưu tầm, bây giờ anh đi anh làm lại giùm ba anh mất rồi các bạn. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ. Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Rồi chào hết mấy anh em đã trở lại với kênh của mình luôn anh em ơi. Thì cũng như là hai ba tuần nay thì chưa có quay được cho anh em một cái clip nào hết. Thì các bạn hôm nay cũng thấy mình là bận công việc thì chút xíu mình tâm sự với anh em nhiều chút xíu ha. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip này cũng có rất là nhiều câu chuyện để nói với anh em á. Thì bữa nay mình không có mặc đồng phục tại vì vợ mình nó sắp sanh đó bạn. Công việc thằng nhỏ nó hơi yếu nên mình hai ba tuần nay rất là bận. Rồi đám tiệc đồ liên tục hết. Rồi thì ok, bây giờ tiệm đi xe và vẫn là bình thường nha các bạn nha. Thì để mình quay cho anh em xem không khí ở trong tiệm mình ha. Thì lúc nãy thì đông lắm, lúc nãy thì mấy anh em làm xe lẻ đông lắm mà bây giờ mưa thì anh em xong anh em về rồi. Ok. Rồi. Để mình vô cho anh em xem hai ba con xe sắp xong đó các bạn ha. Thì cái con xe này thì làm nhẹ thôi, chỉ có thay cái sườn với cặp bánh thôi, rồi làm lại full cục máy cho ảnh. Nói chung là làm đơn giản thôi các bạn, làm cho cứng xe lại cho ảnh đi làm thôi. Bên đây thì mà thêm một chiếc rim đỏ, còn một chiếc rim đỏ mà của anh bên Mỹ đặt thì nó xong rồi. Mình đã quay clip rồi nhưng mà thật sự thì edit đồ xong hết rồi nhưng mà chưa có đăng lên cho anh em xem được. Rồi đây là một con nữa. Con này xong rồi bạn Thiện, rồi con này thì lên pha đèn di bắt luôn. Còn cái con mà bỏ này xuống dưới cho anh cái, còn cái con xe mà anh em mình sắp review là con phía trong này đây, con rim Thái tem hồng biển số 59X4 56343. Thì cái xe này chút xíu anh em mình sẽ review chi tiết em nó. Rồi bây giờ mình sẽ xuống sau ha. Xuống sau thì mình cũng có làm winner rồi luôn nha các bạn nha. Đây. Đây thì thợ máy đang canh lại cái xe 9899. Chiếc này chiếc CT. Đây một xe nữa. Xe này 6274. À. Đang canh lại phần máy. Ừ. Trên đây là những cái xe này các bạn, cái xe này chưa về nè. À, những cái xe này là chưa về. Chưa về để làm. Rồi ok, bây giờ anh em mình sẽ đi review cái con xe này. Xe này thì có nhiều cái để nói với anh em lắm đây. Rồi ok. Rồi chào hết các bạn ơi. Thì
quay không khí trong tiệm cho anh em thấy, thì bận nhưng mà không làm YouTube được, nhưng mà tiệm vẫn làm bình thường nha các bạn nha, vẫn bán phụ tùng, vẫn làm xe bình thường ha. Thì nói chung là tuần rồi các bạn, tuần rồi, 2 tuần rồi thì đám cưới nhỏ em, xong rồi tới đám giỗ nhà mình là bà cố nội mình, xong rồi ít bữa đây là chuẩn bị tới đám cưới bạn thân mình nữa. Với lại thêm một cái chuyện đó là vợ mình thì nói chung là đang có em bé các bạn, nhưng mà em bé hơi hơi yếu á, nên phải theo dõi, nên mình bữa giờ mình cứ chạy ra vô bệnh viện đại học y dược suốt cả, nên không có mặc đồng phục, với lại là không có thời gian để mà quay clip cho anh em nhiều. Thì hôm nay sẵn cũng trời cũng đẹp, tranh thủ một chút xíu thời gian để quay clip cho anh em xem. Thì đã chia sẻ tới anh em đây con xe này nè các bạn, xe này nè đó. Thì xe này nói chung là cũng rất là nhiều cảm xúc với cái xe này. Lúc mà nhận ông anh này điện thoại cho mình bảo là hỏi mình là em ơi bây giờ anh có một cái xe anh muốn dọn lại, nhưng mà đồ phụ tùng anh mua nó cũng kha khá rồi, thì bên em có nhận làm không, phụ tùng anh mua chỗ khác. Nó thì không anh, ok anh đem lên xe mình dọn, thì anh có đồ gì anh cứ đem lên để tụi em sắp xếp, tụi em set up, tụi em xem đồ như thế nào. Thì anh mới nói rồi ok, tại vì anh thấy không có đồ mua đồ chỗ em mà đem đồ lên thì anh thấy ngại quá, thì không biết là bên em có nhận không. Thì mình nói là nhận hết, không có gì cả, anh em cứ mua đồ đâu không cần biết, cứ đem tới mình là mình ráp cho anh em bình thường, không có gì cả, anh em đừng có quan ngại mấy chuyện đó ha. Rồi thì xong thì ảnh mới alo anh, anh đem cái xe lên, đem cái xe lên thì mình thấy rất là nhiều đồ các bạn, rất là nhiều, trong đó rất là nhiều đồ, nào là bình xăng nè, câm nè, niền nè, áo nè, rồi tem nè, xích nè, gấp nè, đồng hồ đồ, nói chung là rất là nhiều luôn các bạn, nhiều lắm, và rất là kỹ nha, ốc ác là rất là kỹ. Nhưng mà mặc dù là trong cái bộ ốc đó mình kiểm tra thì mình thấy có một số ốc lô, thì mình mới hỏi là cái này anh sưu tầm, anh sưu tầm chắc cũng lâu lắm rồi ha, thấy từng món hết. Anh nói không, cái này anh không phải sưu tầm, cái này là ba anh sưu tầm, bây giờ anh đi anh làm lại giùm ba anh mất rồi các bạn. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì ru, cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ, cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần, 10 năm nữa tự nhiên mình họ mình nói mình nghe tới đó bắt đầu mình ngẹn lại các bạn, mình ngẹn lại. Bây giờ mình nói các bạn còn gia đình thì các bạn nên trân trọng gia đình mình chút xíu các bạn. Hồi xưa mình cũng vậy á, mình hồi trẻ mình chưa có gia đình thì mình phá lắm, quậy lắm, nói chung không phải là phá quậy gì, nhưng mà mình không có gì dành nhiều thời gian cho gia đình các bạn. Bây giờ thì lớn lên có vợ lập gia đình rồi có con rồi mới hiểu được cái cảm giác đó các bạn. Thì nói chung là khi ảnh nói tới câu nói đó là ba anh mất rồi, thì tự nhiên mình cảm thấy không có bà con thân thích gì hết các bạn, nhưng mà mình cảm thấy ngẹn, bây giờ nhắc tới mình vẫn còn cảm thấy ngẹn lòng. Là bây giờ ảnh sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ là trả về riêng cái xe đó cho ba ảnh. Thì đôi khi các bạn, đôi khi cái xe các bạn nghĩ, một số bạn không yêu thích xe hoặc là không có hiểu gì về xe, thì các bạn nghĩ cái xe đó là chỉ là đơn thuần lắm nó là cái xe, nhưng mà không các bạn, cái xe nó là cả một cái kỷ niệm, một cái tuổi thơ, thậm chí là cả một cái quá trình kỷ niệm cũng như là kỷ vật luôn đó, nên người ta muốn giữ lại nó, người ta muốn phục hồi lại nó là như thế, chứ không phải ai rảnh rỗi mà đi bỏ vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu để mà làm một cái xe đâu các bạn. Đối với một số người nó chỉ là một cái xe thôi, nhưng mà đối với một số người nó cũng là phương tiện làm ăn các bạn,
nó là một cái nghề giống như mấy anh ráp, mấy anh shipper thì cũng sử dụng xe. Đối với một số người nó là cả một cái gia tài luôn các bạn, cả là một cái chén cơm. Có người hồi xưa người ta bươn chải rồi, người ta dùng cái xe đó người ta bươn chải, người ta kiếm đồng, ra đồng tiền rồi người ta thành công. Bây giờ người ta muốn làm lại nó, người ta phục dựng lại nó, vì có nó người ta mới có những thứ bây giờ, đại loại là như thế. Thì chính vì thế á, mấy anh em mà không hiểu gì về về xe á, thì anh em sẽ nghĩ là nó sẽ làm khùng làm điên đó. Nhưng mà thật sự thì đối với mình thì cái dòng quay rim cổ này mình rất là trân trọng đó các bạn. Mình trân trọng bởi vì mình mới chọn cái nghề này. Nói thì để nói cho anh em, tâm sự với anh em chút xíu thôi, thì thật sự cái xe này mình làm, mình cũng làm những cái xe khác thôi, nhưng mà ở trong cái thâm tâm mình muốn trao gửi thêm, bạn trao gửi thêm cái nhiệm vụ mà phục dựng lại cho cái xe mà bác rất là quý, rất là quý. Hiện tại là bác không còn nữa, nhưng mà mình ảnh trao cho mình cái nhiệm vụ làm lại cái xe này, thì mình chỉ giúp giúp được là làm hết mức có thể thôi, và chỉnh chu hết mức có thể để cho anh và bác được vui. Thì thôi, thì cũng chia sẻ với bạn như đó thôi. Bây giờ anh em mình sẽ vào xem chi tiết cái xe này nó như thế nào và hết bao nhiêu tiền, tiếng máy nó ra sao, và cũng mong là anh sẽ gửi tặng tới bác cái món quà này, anh và bác sẽ hài lòng. Thì ok, bây giờ mình sẽ vào xem chi tiết xe hết anh em ha. Rồi đây anh em à. Xe này nguyên thủy nó vẫn là tem hồng luôn các bạn, nguyên thủy nó vẫn là tem hồng. Tem hồng thì đời nó đâu đó khoảng 92, 93 ha, có thể là 94 luôn cũng còn, nhưng mà đa phần nó là 92, 93. Xe này nói một cái từ đơn giản thôi các bạn, là dọn thùng lại, dọn thùng lại luôn nha các bạn ha, dọn thùng lại hết cho anh em. Thì thôi, để mình vào cận chi gần cái xe để mình quay cận cảnh cho anh em xem cái xe này. Thì cái điều đầu tiên thì cái dàn áo mới luôn các bạn, áo mới ha, tem zin đây. Sườn thì mình đã làm lại, không không có thay sườn mới nha bạn, sườn cũ vẫn giữ lại cho chủ xe, và ảnh nói là muốn giữ lại cái phần linh hồn của cái xe. Sườn mình làm lại rất là đẹp, và cân canh chỉnh lại đó đã chuẩn hết rồi các bạn nghe. Rồi hợp xích và gấp là mới, hợp xích và gấp là mới ha. Thì phần lốc này thì mình sơn lại đây các bạn, phần lốc này là sơn lại ha, mình quay gần cho anh em xem luôn ha, lốc sơn lại đấy, lốc sơn lại lúc lúc tròn này, thay mới luôn nè các bạn, thay mới, bẩn thì bẩn mới, bình xăng con mới. Ở phía trên đây á, thì cặp phục trước thì vẫn giữ lại các bạn nha, phục trước vẫn còn zin, và anh em thấy cái đát này. Đây là các bạn, không biết anh em tinh mắt có thấy được cái đát không. Để mình nét cho anh em xem lại ha. Đấy, cái số của nó là 1992 luôn các bạn, số cuối số 2 đó. Thì đây là cơ bản cái phần dàn phục trước mình sơn lại nè, và dàn chân nè, đây đây là cái dàn chân trước nè các bạn, đấy đây là dàn chân trước. Vỏ thì vỏ Innu này, vỏ Innu zin, Innu Thái Lan luôn nha các bạn, không phải Innu Việt Nam ha. Và niền sẽ là Sam Goshi S đấy các bạn, đây Sam Goshi S trùng mã, trùng mã trước sau luôn ha. Thì cái phần máy thì mình đại tu lại cho anh luôn, đại tu lại hết ha, từ trong ra ngoài, ron là mình đi ron đen luôn, và cho anh em xem ở phía dưới lườn máy ha, đây là lườn máy các bạn ha, rất là kỹ ha. Đây là ốc đầu nè các bạn, đây ốc đầu đấy. Rồi qua tới bên đây luôn các bạn, cái đời này thì anh này đi ba ga mũi đâu nè, các bạn thấy nãy giờ là ba ga mũi màu đen, cái này là mình có bán hết ha, ba ga giữa màu đen đấy, thì tính là gắn ba ga đuôi màu đen luôn, nhưng mà thật sự thì cũng không hợp lý các bạn, tại vì hồi xưa ba ga nó bắt như biển số á, nó đục lỗ xấu lắm.
bây giờ thì cũng có luôn, nhưng mà cái form nó xấu hơn nên thôi bỏ. Đây là phía phía sau nè các bạn, đây là cái dàn chân sau ha, từng ốc ác là mình rất là chỉnh chu cho anh này. Nói chung là cố gắng giúp anh thực hiện lại cái mong muốn của mình để gửi tặng đến ba. Đây bô thì mình đi bô 2543 các bạn, bô 2543. Lốc bên nồi thì vẫn là sơn lại, các bạn thấy cái nước sơn rất là đẹp ha, sơn như zin nha các bạn nha, như zin. Đây quay rất gần cho anh em coi để anh em biết được cái chất lượng sơn. Còn đây là phía trong buồng máy đây. Rồi xong là mình lên phía trên ha anh em ha, phía trên đây, phía trên này thì cầm HLB, nút đề start màu đỏ, đồng hồ thì đồng hồ rim Thái mới tinh luôn ha. Cầm bên đây cầm Thái thì những cái đường nét cầm đồ rất là ôm á bạn ha, các bạn coi nè đây ha, rất là ôm ha. Đây đây là cái cổ nè, cái cổ để thẳng nè các bạn, cái cổ xe không có tình trạng méo mó ha, thục lồi gì hay, nó rất là liền lạc, và những cái đường đường kẻ của bộ đầu nó cũng rất là liền lạc. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên trong cho anh em xem. Đây mở yên có một tay thôi nha các bạn, một tay thôi ha, tại vì một tay mình đang cầm máy quay cho anh em mà. Rồi đây là phía trong ha, phía trong chỉnh chu hết cho mình mới có thể. Và mình bình xăng, thùng xăng là thùng xăng mới luôn, rất là giống như một chiếc xe hãng chưa đổ xăng vậy, rất là đẹp và rất là kỹ. Đa phần thì những cái thùng xăng các bạn để ý, thùng xăng các bạn để ý các bạn sơn lại á, thì nó sẽ bị axit nó lòn vào trong các bạn. Xăng để lâu ngày các bạn mở ra các bạn đụng nước rồi đụng cả axit hóa chất để mà tẩy sơn nữa, thì chắc chắn là phải xét ở phía trong rồi. Thì đó cái đó là những với những xe tận dụng thôi mình mới làm lại cái thùng xăng đó, còn đa phần là nếu mà xe dọn thùng là bên thay mới thùng xăng hết luôn các bạn. Đây từng cái phột ha, từng cái phột, từng cái đèn hậu nè, đèn hậu biển số 59X4 56343, từng cái đèn hậu, rồi từng cái ổ khóa luôn các bạn, ổ khóa luôn, ổ khóa luôn. Thì cái tem này á, thì ảnh đem lên, cái ảnh đem lên thì mình chắc mình có thể tư vấn với ảnh là mình sẽ đổi về đúng tem hồng của nó sẽ là tem gạch te xanh nha bạn, và chữ đây là chữ vàng, tem te xanh và chữ đây là chữ vàng, mình sẽ báo ảnh và anh mình sẽ về luôn. Đó thì máy móc thì trong đại tu hết, làm hết lồng mới nồi mới, rồi lửa thậm chí mình vô lửa zin lại cho ảnh luôn, rồi vô cục đề đồ hết luôn. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe ha. Đây nè, nổ máy rồi anh em. Nổ máy rồi. Rất là im luôn. Máy này nè. Tắt máy để lại. Cái đề im ru luôn các bạn, cực kỳ luôn, em ru đấy. Mình nạp 2 tiếng ga cho anh em nghe nha. Rất im, cái máy rất im đây bạn, quá đã luôn. Rồi xong một cái xe thì như mình đã nói á, cái xe này á, anh chủ xe đem lơ đồ lên khá và mình dọn thùng lại cho ảnh, và cái dàn ốc của ảnh thì cũng cơ bản là chưa đủ nên phải bổ sung rất là nhiều đồ đạc, thì cũng vô rất là nhiều, mình có bill chi tiết có gửi đến ảnh luôn. Thì cái xe này đến đây bữa nay nó đã xong, và mình cũng xin phép là quay clip để mà gửi tới anh một cái clip làm kỷ niệm. Rồi xong ha các bạn ha, thì cái xe này dọn chưa tới ba mấy triệu à bạn, chưa tới 40 triệu đâu, ba mấy triệu à, nhưng mà đồ ảnh lên đem lên cũng khá khá đó. Nếu mà trung bình, nếu mà cái xe này hiện tại dọn mà căng nét cỡ này luôn rồi, đâu đó tổng khoảng tầm 50 50 60, chứ 30 40 thì thực sự thì nó không ra được cái đẹp của cái xe thùng này các bạn. Rồi nói chung là rất là xin lỗi mấy anh em nha, thì công việc của mình đã chia sẻ mấy tuần qua nó hơi bận như thế, thì để cố gắng
Sau cái clip này mình sẽ up cái clip của anh Rim Đỏ ở Mỹ đặt mình cái xe, đặt mình cái xe đầu tiên thì nó 80 triệu nhưng mà bây giờ nó ra tới một ngoài 100 triệu rồi các bạn. Đã edit xong hết rồi nhưng mà chưa có up lên được. Chắc mấy bạn xem theo dõi trang cá nhân Facebook đồ của mình chắc cũng rất là trông chờ cái clip đó, đó. Nhưng mà thôi để cố gắng bữa nay mình quay cái clip này trước rồi cái clip kia mình sẽ up lên sau cho anh em. Rồi ok. Bye bye anh em nha. Bây giờ anh em mình xem cái tình hình ảnh của em nó ha. Chào anh em. Con chỉ có một mình cha thôi.